thấy chàng gái thấy hôi rồi. Đi chỗ khác bán hàng đi. Chị Khánh Linh, có đồ gì ngon không? Mang hết ra đây cho em ăn. Càng ít tiền càng tốt. Vì đâu mất rồi, vì đâu mất rồi. Oh no. Em nghĩ gì mà quên ví ở nhà, ra đây gọi hết đồ nọ đến đồ kia. Trò đấy cũ lắm rồi. Ngồi đến đây. Xin chào Gia Bảo. Xin chào các bạn. Gia Bảo ơi, con đang đi bán hàng à? Vâng ạ. Con bán gì đấy? Hôm nay con đi bán rong, rất nhiều kẹo ngon. À, các bạn ơi, Gia Bảo bán hàng rong nhá, có rất là nhiều kẹo ngon, nhiều kẹo mút và các loại kẹo khác đúng không? Vâng ạ. Con cầm vào túi ni lông kia làm gì kia? Con thấy vỏ chai thì con nhặt vỏ chai để con đi bán ve chai. À, tức là con đi bán hàng, con mang theo cả túi bóng để nếu như trên đường đi bán hàng thấy những cái vỏ chai người ta vứt ở đường là con nhặt con bán luôn đúng không? Vâng ạ. Thế thì con đi bán hàng đi nhá. Vâng ạ. Xin chào Minh Khoa. Xin chào các bạn. Minh Khoa ơi, Minh Khoa đang đi đâu mà đẹp trai thế này? Con đang đi chơi. Đang đi chơi đúng không? Đang đi chơi lại còn trên tay có một lon nước ngọt và lại còn cầm ví thế kia con. Con cầm chỗ ai? Ví này con đúc vào túi ấy, cho nó an toàn, không ngỡ đâu lại rơi thì làm sao? Không. Thế thì con phải cầm cẩn thận vào nhá. Vâng ạ. Con đi chơi đi. Uầy, em kia chắc nhà giàu có nhiều tiền, mình phải đến mời mua hàng thì được. Em ơi, mua hàng cho anh đi. Đã phải mua rồi đúng không? Thôi lấy tay này. Oh no. Anh chỉ muốn mời em mua kẹo thôi mà. Đâu, để xem có kẹo gì ngon không nào. Đoán cái kia rẻ tiền cũng mày mua. Tránh ra đi, hỏi quá. Đúng là đồ người nghèo. Anh có người thấy mua gì đâu. Ngày nào anh cũng tắm mà. Giờ thấy chàng gái đã thấy hôi rồi. Đi chỗ khác bán hàng đi. Minh Khoa ơi, Minh Khoa, sao vừa nãy con lại mắng bạn như thế? Bây giờ nhá, bạn đi bán hàng, bạn mời con mua hàng. Nếu mà con có thể mua hàng thì con mua ủng hộ cho bạn. Nếu mà con không mua thì thôi. Nhưng mà sao con lại xúc phạm bạn là nhà nghèo rồi con chê bạn thôi? Như thế nào không được đâu Minh Khoa. Bạn nhà nghèo thật mà. Kể cả là bạn là nhà nghèo thật nhưng mà con cũng không nên xúc phạm bạn như thế. Minh Khoa nhớ chưa? Như thế nào hư đấy? Các bạn nhỏ đừng bắt chước Minh Khoa nhá. Không được coi thường người khác như thế đâu. Như thế nào không tốt, không ngoan đâu Minh Khoa. Nhờ thìa sự thật đấy. Ở cái đây. Anh thấy em vứt đi anh mới nhặt mà. Vứt đi không lấy anh nhặt đâu. Đưa đây. Các bạn ơi, Minh Khoa hư quá này. Uống xong cái lon nước ngọt, sau đó vứt vỏ đi. Gia Bảo đến nhặt để bán ve chai mà Minh Khoa rất là hống hách nhá. Cũng không cho anh nhặt, bắt anh phải trả. Nhưng mà Minh Khoa cũng có làm gì đâu. Mang cái vỏ ra để dẫm đạp rồi đá này các bạn. Minh Khoa hư quá. Oh no. Ui, đói bụng quá. Phải đi đến nhà hàng ăn mới được. Anh làm hư vì thế này thì phải đến nhà ví được. Ôi, bên trong có nhiều tiền quá. Gia Bảo ơi, Gia Bảo, có chuyện gì thế con? Vừa nãy con đang đi bán hàng, tự nhiên con nhìn thấy cái ví ở chỗ này.
À, có một cái ví bị rơi ở đường, con đi bán hàng con nhìn thấy đúng không? Và con nhặt được đúng không? Thế bên trong có nhiều tiền không con? Có ạ. Thế không biết là cái ví này của ai mà rất nhiều tiền mà làm rơi ra đường thế này nhỉ? Chắc của em vừa nãy. À, cái của em vừa nãy mà vừa nãy con đến mời mua hàng xong rồi em ấy không mua còn mắng con đấy đúng không? Vâng. Thế chắc là em ấy không cẩn thận, em ấy cầm vào tay không cẩn thận thế là nằm rơi ra đường rồi. Bây giờ phải làm thế nào nhỉ Gia Bảo nhỉ? Hay là con ngồi ở đây xong em ấy chắc sẽ quên lại thôi. À, tức là bây giờ con sẽ ngồi ở đây để đợi xem nếu mà lát nữa em ấy phát hiện ra là bị mất ví, chắc chắn là em ấy sẽ quay lại và tìm, đúng không? Vâng ạ. Thế thì con ngồi ở đây đợi một lát nhá. Các bạn nhỏ ơi, Gia Bảo rất là tốt bụng nhá. Đang đi bán hàng, bắt được ví của người bị rơi. Mặc dù trời đang rất là mưa rét này, nhưng Gia Bảo vẫn ngồi đợi, quyết tâm ngồi đợi bằng được người bị mất ví, người ta sẽ quay lại tìm ví này các bạn. Xin chào Khánh Linh. Xin chào tất cả các bạn. Wow, Khánh Linh có một shop bán hàng đồ ăn to đấy con. Vâng ạ. Có đông khách không? Từ sáng đến giờ đông khách lắm ạ. Nhưng mà bán được nhiều con cũng rất vui. À, bán được rất nhiều hàng mặc dù mệt nhưng mà rất là vui đúng không? À. Các bạn nhỏ nhìn này, đây là shop bán hàng đồ ăn của Khánh Linh nha. Có rất nhiều bánh kẹo và nước ngọt, rất là ngon luôn này. Các bạn nhỏ nếu như muốn ăn thì đến ủng hộ cho Khánh Linh nha. Khánh Linh bán hàng đi. Thấy Linh, có đồ gì ngon không? Mang hết ra đây cho em ăn. Càng ít tiền càng tốt. Hôm nay chị mới có món bim bim ngon lắm, em muốn ăn thử không? Thì em có uống nước không? Có chai nước ngọt nữa. Em uống nước gì? Em uống nước Coca. À, hôm nay lại mới được khách sụp. Mình phải mày rồi ăn thật nhiều đồ ăn mới được. Em ơi, ăn bánh mì không để chị bóc cho. Có. Em ơi, hay là em ăn cái xúc xích này đi. Chị mới nhập từ bên Mỹ về đấy, Việt Nam không có đâu. Có đồ gì ngon, mang hết ra đây rồi em ăn. Càng đắt tiền càng tốt. Sao em không có bánh mì này, ăn đi. Mì khoai cái xúc xích nhập từ bên Mỹ có ngon không? Có, rất là ngon. Hàng ngày chị toàn hàng nhập khẩu thôi đấy, mặc dù đắt nhưng mà ngon lắm. No bụng quá, chị tính đi cho em để em muốn đi về. Ơ, Minh Khoa còn nhiều đồ ăn lắm mà, hay là chị lấy cái bóng đúc về cho Minh Khoa ăn tiếp nha. Nhiều tiền như em mà phải lấy phần mang về à? Ơ, chị tính tiền cho em đi, còn đâu em cho chị đắt. Của em tất cả hết 500 nghìn. 500 nghìn á, chuyện nhỏ. Ơ, ví đâu mất rồi. Ha, em nghĩ gì mà quên ví ở nhà, ra đây gọi hết đồ nọ đến đầu kia. Trò đấy cũ lắm rồi, ngồi đến đây. Em bị rơi ví thật mà. Anh chị cho em mà lấy tiền đi, nhà em đầy tiền. Không được, một là em ngồi đây đợi người nhà đến đưa tiền, còn hai là ra kia rửa bát chờ nọ. Ừ, mẹ đến giờ em mới biết rửa ở đâu. Gia Bảo ơi, Gia Bảo, con đã thấy em bị làm rơi ví đấy, em mới quay lại tìm ví chưa? Con ngồi rất lâu rồi mà chưa thấy em ấy quay lại à? Thế chắc là em ấy về nhà hoặc là em ấy không vẫn chưa biết là bị rơi ví đấy Gia Bảo. Mà bây giờ trời đang sắp tối rồi, bây giờ hay là con đi về nhà đi đã nhá. Đi về nhà xong rồi ngày mai chúng mình lại quay lại đợi xem em ấy quay lại thì mình trả cho em ấy nhá. Con đến đây nhặt vỏ chai đã. À, bây giờ con lại đi đến chỗ khác con nhặt vỏ chai xong rồi mới về đúng không? Dạ. Thì con đi đi nhá. Hôm nay có trẻ có nhiều vỏ chai không? Kia Gia Bảo ơi, chỉ để gọn là kia rồi em đến mà lấy. Ơ, kia là em mua sáng mà.
Em ơi, đây có phải ví của em không? Anh nhận ví của em đúng không? Anh nhận được cái ví này ở ngoài đường. Anh đợi mai em, anh không thấy em quay lại. Có mất tật không? Hay là anh lấy trộm của em ấy? Thật mà, anh làm gì lấy trộm của em đâu. Em kiểm tra lại xem đủ tiền chưa. Đúng là không có đồng nào rồi. Anh ơi, anh, em trả anh tiền công đã anh nhặt lại ví cho em. Thôi em không lấy đâu, em cầm đi. Mỹ Khoa ơi, Mỹ Khoa, con thấy chưa? Mặc dù nha, nhà anh ta bảo rất là nghèo nhưng mà anh cũng không tham tiền đâu. Mặc dù trong ví của con có rất là nhiều tiền nhưng mà anh vẫn trả đầy đủ cho con này. Bây giờ con còn muốn trả công cho anh nữa đúng không? Nhưng mà anh cũng không nhận đâu. Mặc dù anh rất là nghèo, nghèo cho sạch, rách cho thơm đấy Minh Khoa. Mặc dù rất là nghèo nhưng mà anh cũng không tham tiền của người khác đâu Minh Khoa. Bây giờ nhá, Minh Khoa chỉ cần xin lỗi anh vì chuyện lúc sáng mà Minh Khoa đã đối xử với anh như thế. Chắc chắn điều đấy đã làm cho anh Gia Bảo rất là vui rồi đúng không Gia Bảo? Ngạ, em xin lỗi anh về việc lúc sáng. Minh Khoa ơi, con hứa là từ giờ con không được coi thường những người nghèo, con nhớ chưa? Mặc dù con có rất là nhiều tiền nhưng mà con cũng không được coi thường người khác như thế. Hơn nữa là từ lần sau con đi ra đường, con nhớ phải cầm ví cẩn thận nhá. Mà tốt nhất con bé như thế này thì con cầm ví làm gì, con cũng không được cầm nhiều tiền ra đường như thế. Con muốn ăn uống cái gì con phải đi cùng bố, cùng mẹ ra, nhớ chưa? Con không được cầm nhiều tiền như thế này đâu. Nhỡ chẳng may là hôm nay không phải là anh Gia Bảo nhặt được cái ví này mà là một người xấu người ta nhặt được cái ví này thì chắc chắn là con đã mất tiền rồi, người ta đã không trả cho con rồi đúng không? Con nhớ nha, từ giờ con phải cẩn thận, con nhớ chưa? Anh Gia Bảo ơi, anh có đói không? Đói hơi đói bụng. Gia Bảo, tại vì ngồi đợi em từ sáng đến giờ cho nên là rất là đói bụng đúng không con? Thế bây giờ Minh Khoa ơi, bây giờ nha, con định trả tiền cho anh Gia Bảo nhưng anh Gia Bảo không nhận đâu. Nhưng mà bây giờ Minh Khoa sẽ mời anh Gia Bảo ăn một bữa tối nhá. Để cho anh ý no bụng luôn. Bây giờ hai chúng mình cùng đi ăn nào. Các bạn nhỏ ơi, qua video này Min Min TV muốn đưa ra cho chúng mình một thông điệp rằng chúng mình hãy học tập Gia Bảo, nhặt được của rơi trả lại người mất, nghèo cho sạch, rách cho thơm nha các bạn. Và chúng mình cũng đừng giống như Minh Khoa là hống hách rồi coi thường những người nghèo hơn, như thế là không tốt nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Min Min TV. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Cảm ơn các bạn.